Tham Tâm xin được gửi một lời chào đến toàn thể các bác yêu xe trên toàn quốc ạ. Và trong video của em ngày hôm nay, em giới thiệu các bác hai siêu phẩm cực kỳ đẹp, hai mẫu xe tuyệt vời đến từ thương hiệu Nhật Bản, một bản ở phân khúc giá cực bình dân và một bản ở phân khúc giá tầm trung. Bác nào mình đang quan tâm đến những bảng xe được đến từ thương hiệu Nhật Bản, hãy ở lại xem hết video của em. Và mẫu xe đầu tiên là cái mẫu xe vừa mới cập bến về bên đại lý của em ngày hôm qua thôi, nóng hổi luôn, và em sẽ review cho bác và cũng như báo giá các bác phải tham khảo và lựa chọn luôn cho em. Có một mẫu xe touring với cấu hình cực kỳ là ngon. Và mẫu xe đầu tiên được mang tên là Matsuzama PK200, một bản xe đạp touring chính hãng đến từ thương hiệu Nhật Bản đây. Một mẫu xe với cấu hình cực kỳ là cao cấp luôn. Bản này cấu hình đã là full nhôm hết rồi, nhưng mà nhôm cao cấp sẽ sử dụng nhôm 6061. Dây định âm toàn bộ trong khung đã rất là gọn gàng luôn. Và sơn cũng được sơn là 3 lớp sơn tĩnh điện, rất là đẹp và cực kỳ nhẵn mịn luôn. Cổ lái và phần portakidon cũng sẽ được làm từ hợp kim nhôm cao cấp, tay lái rất là rộng luôn mọi người nhá. Đó, đi xe thứ nhất là rất là thoáng, rất là lướt xe luôn. Và tay phanh cũng sẽ được làm từ hợp kim nhôm đến từ thương hiệu Shimano. Phanh cũng vậy, được đến từ Shimano Antut. Và phuộc đằng trước sẽ là phuộc đơ. Đó, phuộc đơ được làm từ hợp kim nhôm cao cấp. Vành thì sẽ là vành nhôm 2 lớp chính hãng của nhà Matsuzama. Và có trang bị cho các bác là trục tháo nhanh ở cả bánh đằng trước và bánh đằng sau rồi. Phanh trước, phanh sau đều sử dụng phanh của Shimano MT200 rồi đó ạ. Bản này bao gồm đó là 2 tầng đĩa phía đằng trước và 9 tầng đĩa thả phía đằng sau. Bộ đề số chuyển đĩa chuyển níp được đến từ Shimano Soza. Trục là trục rỗng và đùi đĩa làm từ nhôm. Và bản này có cối lổ mọi người nhé. Và cối lổ cực kỳ là to, em test thử mọi người nha. Đó, cối lổ thì cực kỳ là to luôn đúng không ạ? Đùm trước đùm sau sẽ là đùm nhôm và chạy bi bạc đạn. Cọc yên được thiết kế theo dạng dẹt như này. Đó, yên xe nhìn dáng thì cực kỳ thể thao luôn. Bản này hiện tại đang có size sẽ là size 48 và đang có đủ 5 màu cho mọi người lựa chọn. Màu này là màu bạc titan, ngoài ra có màu xanh dương, có màu ghi, màu nào cũng rất là đẹp luôn. Mà phân khúc giá thì chưa đến 10 triệu đồng, giá cụ thể là 9 triệu 300 nghìn đồng thôi. Giá này bên đã miễn phí ship vận chuyển giao hàng 63 tỉnh thành, ngoài ra còn tặng kèm cho các rất nhiều quà tặng luôn. Bác nào mình ưng ý yêu thích cái bảng xe Matsuzama PK200 này, hãy nhớ liên hệ cho bên em để được tư vấn báo giá cũng như đưa đơn một cách nhanh chóng và thành công quá nhá. Đó là mẫu xe ở phân khúc giá gọi là bình dân luôn. Và tiếp theo một bảng xe cũng rất là cao cấp chính hãng luôn. Bản này thì với phân khúc giá tầm trung nhưng mà cấu hình xe cực kỳ là ngon. Đó, mọi người có nghe em rất thôi, cối lổ rất là giòn rồi. Mẫu xe này được mang tên là Chevo PK Pro đây. Bản này trang bị cấu hình sẽ là full nhôm hết, mà chất lượng nhôm cao cấp, nhôm sẽ là nhôm 6061. Dây được ghi âm toàn bộ trong khung rất là gọn gàng rồi, và sơn được sơn những lớp sơn tĩnh điện rất là đẹp và cực kỳ là nhẵn mịn luôn. Cổ lái vô tăng đồng cũng sẽ được làm từ nhôm chính hãng, được đến từ nhà Chevo đây ạ. Tay phanh được làm từ hợp kim nhôm cao cấp đến từ thương hiệu Shimano. Mà phuộc đằng trước bản này sẽ sử dụng là phuộc carbon của nhà Chevo đây ạ. Đó, và phanh trước phanh sau đều sử dụng là phanh Shimano MT200. Vành nhôm 2 lớp, vành là vành chính hãng của nhà Chevo đây ạ. Bộ chuyển động chính bản này sẽ là 2 đĩa trước và 10 tầng níp thả phía đằng sau. Chạy bộ chuyển động vô cùng là cao cấp luôn. 4 món của Shimano Tierra 4700 bao gồm bộ đề, đùi đĩa, chuyển níp là của Shimano Tierra 4700. Mà cối lổ bản này thì cực đã luôn, mọi người có thể nghe xem. Đó, cối lổ quá đã, quá giòn đúng không ạ? Bản này thì hiện tại đang có size là size 50 và đang có 3 màu cho các bác mình lựa chọn. Màu em đang giới thiệu đây sẽ là màu đen, ngoài ra có màu ghi và có cả màu xanh than, màu nào cũng rất là đẹp luôn. Một bảng xe đạp touring với cấu hình cực kỳ được cao cấp và xịn sò, dáng đẹp như thế này mà giá chỉ có 15.590.000 thôi, miễn phí ship giao hàng 63 tỉnh thành. Ngoài ra tặng kèm thêm các phụ kiện bao gồm đèn led siêu sáng, đèn hậu xịn, gọng bình, bình nước, chân chống hoặc là giá đại xe, quá nhiều ưu đãi luôn. Bác nào quan tâm, ưng ý, yêu thích một trong hai mẫu xe mà em vừa giới thiệu đây, liên hệ cho bên em số điện thoại em luôn để góc phải màn hình để được lên đơn một cách nhanh chóng và thành công. Và video của em xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Chào tất cả các bác ạ.